rất là tự hào, rất vui nhưng mà cũng rất là ngợp ạ. Em ước gì quý vị có thể giúp em
bớt cái sự ngờ đi tí nữa. Anh cảm ơn quý vị rất nhiều, cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, tiếp theo sau đây thì như em đã vừa mới như hôm chủ đề của chương trình chúng ta ngày hôm nay là em mơ, thì như quý vị đều biết là bài hát vừa rồi là bài hát Chỉ Là Giấc Mơ, và mặc dù nó hơi buồn nhưng mà thôi, chắc là cho phép em được gửi gắm một chút cái tâm sự của những người phụ nữ ở trong đấy, khi mà chắc chắn là họ sẽ không muốn phải đợi chờ hoặc là phải buồn vì những người đàn ông của mình. Là thôi, cho em được gửi gắm những cái tâm sự của những người phụ nữ, là hy vọng là các đấng mây râu chúng ta là cứ mạnh mẽ mà lĩnh lên và làm họ cảm thấy hạnh phúc, thế là được. Chứ còn đừng có vì bài hát gì đó mà buồn. Dạ,
Cảm ơn quý vị rất nhiều.